Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học bảng của thầy Matis nhỏ. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn một cái công thức siêu nhanh để tính khoảng cách dài điểm trong hình học không gian. Chẳng hạn ta xét cái bài toán cho cái tự diện ABCD. Tự diện này đều cạnh A. Tự diện đều cạnh A. Đều cạnh A. Đấy. Bây giờ cho M là trung điểm của BC. Còn P là điểm thuộc AM sao cho PA bằng 1/3 PM bằng 2 PM. Đấy. Rồi N là điểm thuộc cạnh CJ sao cho NJ bằng 1/4 CJ. Đấy. Còn Q là trung điểm của AN. Bây giờ tính khoảng cách PQ này. Thì để bày giải bài toán này, nếu giải bằng phẳng bình thường thì cũng được. Đấy, các bạn có thể là phải tách phẳng chuyển về các cái tam giác để giải. Nhưng ở đây ta thấy nó một công thức mà rất nhanh, đó là để tính khoảng cách này rất thuận lợi. Đó là đầu tiên chúng ta phải biểu, giả sử ta cần tính khoảng cách MN thì chúng ta phải biểu thị vector MN theo ba vector cơ sở ABC này. Khi đó MN sẽ bằng căn bậc 2 của vector MN bình phương. Và trong đó vector MN bình phương thì bình phương cạnh ra thì có cái công thức như thế này. Đấy là x này, vector A bình phương này, tương tự như vậy này. Còn thì tích này là 2 x y độ dài vector A nhân độ dài vector B nhân cosine cộng giữa hai vector A và B. Này, công thức này thì cho các em tính nhanh cái loại khoảng cách kiểu như thế này. Thì đầu tiên đổi bài này. Thầy đặt vector AB bằng vector X, Y bằng vector AC, Z bằng vector AZ. Đấy. Thì ta sẽ có vì tự diện này đều nên đổi dài vector x này, bằng đổi dài vector y này, bằng đổi dài vector tự diện này, bằng a các bạn nhé. Và cosin góc giữa các vector này, này là 60 độ, cosin 60 độ tức là cosin góc giữa vector x và vector y này, bằng cosin góc giữa vector y và vector z này, bằng cosin của góc vector z và vector x này bằng cosin 60 độ bằng 1/2. Này. Này là những cái cơ bản ban đầu này. Để x y là đóng vai trò vector ABC các bạn nhá. Ở đây có thể bổ MNP này. Đấy. Các em có thể đặt vector này là vector E1, E2, E3 này các bạn nhá. Đấy. Thì ta sẽ có PQ này. Đầu tiên là về phân tích vector PQ. Thì sẽ quy tắc hiệu sẽ bằng AQ trừ DAP. Đấy. Bây giờ tính AQ. AQ thì các bạn để thấy sẽ bằng AQ sẽ 1/2 AN trừ cho AQ là bằng 2/3 AM. Đây các bạn nhé. Mà AN AN thì nó sẽ bằng này. Ở đây ta thiết lập cái hệ thức vector này. Các bạn có thể là điểm N cái tỷ số này chúng các bạn xác định hoặc là các em để trung điểm này. Là để trung điểm A AT chẳng hạn, để trung điểm. Tìm trung điểm này. Đấy. Thì N sẽ trung điểm của AT này, của JT này. Mà ta sẽ có AN này. Đấy, AN sẽ bằng 1/2 là 2/3 này nha. Nhân 1/2 AT cộng AC, quy tắc trung điểm các bạn này, AT cộng với AC. Đấy. Ở đây 1/2 các bạn nhé. 1/2 tiền. Rồi đây là trừ 2/3. AM bằng 1/2. AB cộng với AC. Các bạn nhé. Đây 1/2, 1/2 đây. 1/6. Còn AT sẽ bằng 1/2 AC cộng AD.
cộng với AD. Cộng với AD luôn các bạn này. Đây trừ 1 phần 2 đây, mà nhân 2 phần 3 là 1 phần 3 thôi. Còn AB cộng AC chỉ là X cộng với Y đấy. Có nhiều cách biến đổi các bạn nhé. Rồi tiếp tục. Bằng 1 phần 6 này. 1 phần 2 vector AC là 1 phần 2 vector Y. 1 phần 2 vector AD cộng 1 phần 2 là 3 phần 2 vector Z. Trừ 1 phần 3 X cộng vector Y. Đấy. Cho đó đây sẽ bằng này. Trừ 1 phần 3 vector X này. Rồi vector Y là 1 phần 18 trừ đi 1 phần 3 vector Y. Đấy. Thì kết quả là bao nhiêu? 1 phần 18 trừ 1 phần 3. Trừ 1 phần 3 các bạn này. Đấy bằng. Bằng trừ 5 phần 18. Vector Y. Đây còn đây cộng với 1 phần 6 nhân 3 phần 2. Rút con cho 3 là 1 phần 4. Vector Z. Đấy. Vậy ta có vector P quy động vai trò với vector MN trong công thức ấy. Một chừng này các bạn. Đấy. Vector P quy. Đấy một chừng đó. Và trong cái công thức này các bạn thấy đây là X chỉ là 1 phần 3 này. A chỉ là vector X. Đây là đóng vai trò là X. Đây là Y này. Y trừ 1 phần 3 giải là 1 phần 4. Đấy các bạn nhé. Vậy thay vào công thức ta sẽ có này. P quy. Vector P quy bình phương này. Thì sẽ bằng này. X bình này. Vector A. Vector A bình. Tức là X bình này. 1 phần 9 này. Nhân với A bình này. Cộng với 525 trên 18 bình phương nhân với B bình này cộng với 1 phần 16 này. Vector Z bình tức là A bình này. Đây là A bình các bạn nha. A bình. Rồi tiếp tục này. Đến chỗ tiếp theo cái tích vô hưởng này. Các cái cột này là bằng 1 phần 2. 2 x y tức là cộng với 2 nhân với trừ 1 phần 3 nhân với trừ 5 phần 18 nhân với 2 vector tích đuôi dài 2 vector này nhân lại với AB nhân với 1 phần 2. Đấy. Cái chỗ này đấy. Đấy. Cộng với 2 nhân với y z tức là đây y đây z này trừ 5 phần 18 này nhân 1 phần 4 này nhân với A bình này nhân với cột đó dài vector này cũng 1 phần 2 đấy. Rồi tiếp tục cộng với 2 này 2 đây là z x 2 cái này nhân lại với nhau tức là 1 phần 4 nhân cho trừ 1 phần 3 đấy. Nhân cho A bình nhân cho 1 phần 2 đấy. Từ đây các bạn sẽ có kết quả thôi. Tách 1 phần 2 A bình ra ngoài. Đấy. Đây có 1 phần 2. Ở đây, đây 1 phần 2, 1 phần 2, 1 phần 2. Tách A bình ra ngoài. Thì là kết quả. Bây giờ tính lại các bạn này. Bây giờ tính này. 1 phần 9. Đấy. 1 trên 9 này. Cộng với 25 phần 18 bình nhân cho rồi cộng tiếp cộng với 1 phần 6 phần 16
cộng tiếp 2 nhân cho mở ngoặc trừ 1/3. 1/3. Đóng ngoặc nhân 1/2. 1/2. Cộng. Tiếp tục đến cái này các bạn nhé. Đây, đến tính. 2. Nhân cho mở ngoặc trừ 5/18. Đóng ngoặc nhân 1/4, 1/4. Rồi, ok. Nhân 1/2. 1/2. Cộng tiếp, cộng 12. Nhân 1/4. Đây, máy ăn hết chỗ rồi các bạn, bây giờ bấm cho bằng rồi này. Đấy. Rồi tiếp tục lấy cái này cộng với 2 nhân 1/4, 1/4. 2 nhân 1/4 mở ngoặc, cái này nhân mở ngoặc trừ 1/3. Đóng ngoặc nhân 1/2. Đấy. Thì ra kết quả này 2 nhân 1/4 này. Nhân trừ 1/3 này. Nhân 1/2. Rồi kết quả bằng 2 nhân 1/4 trừ 1/3 như này. Kết quả lấy âm rồi. Âm 5/18. 1/3, 1/2 rồi. 1/9, 5/25, 1/6 rồi, ok. Đây là hãy nhân với 1/4, 1/2. Hãy nhân với cái này ta có thể viết đặt A ra ngoài, để sẽ bằng này các bạn này. Đây 1/9 này. Cái bình phương 5/25/18 bình phương này. Cộng 1/16 này. Còn đây này, 2 nhân 1/2 hết này. Đây là trừ 2 1/2 hết là trừ là cộng 5/3 nhân 18. Rồi. Đây là cộng các bạn nhé. Đây là trừ này, 2 1 2 trừ này. Đây là 2 vì mà rút gọn, đây là trừ 5/18 nhân 4 này. Rồi, đây 2 rút gọn này. Đây trừ 1/12, 3/42. Đây kết quả nhân với A bình phương. Đây các bạn nhé. Bây giờ bấm lại. 1/9 này. Cộng 25/18 bình phương cộng với 1/16 cộng với 5/3 nhân 18 trừ cho 5/18 nhân 4 trừ cho 1/12. 1/12. Đây kết quả. Đây kết quả. Bằng 247/1296. Bằng 247 này. Phần 1296 A bình. Đấy. Đó là vậy truy ra PQ. Bằng căn bậc 2 của vector PQ bình phương. Bằng căn của 247 trên 1296 nhân với A. Đấy, kết quả như thế này. Các bạn có thể khai căn nhá. Phân tích thành nhân tử để khai căn. Các
bạn nhé. Đấy, một cái công thức như thế này mà các bạn nếu giả sử với kết quả lẻ như thế này, nếu các bạn mà giải bằng phương pháp à đưa về tam giác để tính độ dài cạnh tam giác thì các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở các bạn nhé, rất khó khăn vướng mắc. Nên sử dụng công thức này thì các bạn chỉ bấm máy tính ra kết quả thôi các bạn nhé. Đấy. Kết quả này cũng có thể làm gọn đây là bằng 36 bình, 1296 36 bình các bạn nhớ đó, để cắn này, cái tách ra này, đấy cái giờ cái này sẽ bằng PQ sẽ bằng này, cắn 247 này, phần 36 nhân với A, đấy. Về cái khoảng cách PQ đấy, bằng cắn 247 phần 36 nhân với A. Đấy, kết quả như thế này các bạn nhé. Với kết quả này mà tính theo phương pháp thông thường là gặp nhiều khó khăn các bạn nhé. Cuối cùng cảm ơn các em đã theo dõi cái video bài giảng này. Hy vọng để giúp các bạn học toán hình học không gian được tốt. Sắp tới thầy sẽ ra thêm một số bài toán nâng cấp tư duy có thể tâm học sinh giỏi trường, học sinh giỏi cấp tỉnh về bồi dưỡng học sinh giỏi toán hình học không gian các bạn nhé. Cuối cùng chào các bạn.